Tối ngày 31 tháng 5, Công an Thanh Hóa bắt giữ 4 người tham gia đánh bạc tại nhà ông Bùi Quốc Toàn, sinh năm 1960, địa chỉ khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng quản lý công chức viên chức của Sở Nội vụ. Trong số những người bị bắt có ông Vũ Văn Khánh, đang là giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Khánh mới được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm từ ngày 1 tháng 1 năm nay, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Trước khi về công tác tại trung tâm điều dưỡng người có công ở Sầm Sơn, ông Khánh đã làm giám đốc trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa. Ba con bạc bị bắt giữ cùng ông Khánh bao gồm ông Bùi Quốc Toàn là chủ nhà, Đàm Anh Tuấn sinh năm 1971, trú tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và Trần Đức Thịnh sinh năm 1981, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Trưa ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về việc bắt giữ ông Bùi Quốc Toàn, trưởng phòng quản lý công chức viên chức của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 5, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn, sinh năm 1960, địa chỉ nhà số F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm. Trên chiếu bạc, công an thu giữ gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. 4 người bị bắt quả tang bao gồm ông Bùi Quốc Toàn, chủ nhà, Đàm Anh Tuấn sinh năm 1971, trú tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, Vũ Văn Khánh sinh năm 1972, trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Trần Đức Thịnh sinh năm 1981, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, bước đầu 4 người này đã khai nhận rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh phỏm. Đến 12 giờ cùng ngày, những người này bị công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 1 tháng 6, ông Lê Văn Luệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã bị công an bắt giữ. Được biết, vào khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc, đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện cùng với 3 người khác. 4 người bị bắt bao gồm Nguyễn Văn Long, sinh năm 1969, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng, sinh năm 1967, trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, trưởng phòng tài chính Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc; Trần Văn Hùng, sinh năm 1974, trú tại phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1973, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 92 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.